2. Giải thích tên phẩm. Như Lai là tên chung của cả pháp thân, báo thân và hóa thân. Thọ là mệnh sở thủ, lượng là hạn lượng bằng nhau, tề hạn. Phẩm này thuyết minh về ba loại Phật thân, mệnh thể hạn lượng bằng nhau, dựa vào pháp tính, tùy nguyện duyên ứng các cơ, thủ tự thể. Này nói rõ mệnh của ba loại Phật này có hạn lượng bằng nhau, cho nên gọi là Như Lai thọ lượng phẩm. Thọ lượng chỉ biếm lượng, rào lượng, Phật thọ lượng, khen chê, so đọ, chủ tính thọ mệnh của ba Phật. Chữ đọc là thọ, chữ đọc là lượng, cũng đọc là lượng, nghĩa đều giải thích như trên, vì vậy cho nên gọi là thọ lượng. 3. Giải đáp thắc mắc. Hỏi vì sao chẳng lấy y sư thầy thuốc đặt tên cho phẩm này, mà lại lấy thọ lượng làm tên phẩm? Đáp, nhân thọ mệnh của ba thân mới mượn ví dụ về y sư, cho nên đặt tên theo cái gốc là thọ lượng, chứ chẳng lấy y sư làm tên gọi của phẩm. Hỏi, như ở phần 1 giải thích về dụng ý của phẩm này nói rằng trước tiên trình bày về thọ lượng, để trừ thói tăng thượng mạng cho hạng người chẳng gom công đức, căn chưa thuần thục. Vậy cớ sao phẩm này chẳng phải là chính tông pháp hoa mà lại thuộc về lưu thông phần? Đáp, đương cơ ứng thời thì liền thành thuộc về nhất thừa, chính tại thanh văn nên là chính tông. Tỏ rõ sự giáo hóa sau khi Phật nhập diệt, căn cơ ban đầu chưa thành thục, cho nên chẳng phải là chính thuyết. Bởi vậy tùy thuyết thọ lượng chẳng thụ ký cho thanh văn, dẫu thuyết về thầy thuốc cũng không có thanh văn thụ ký. Vì vậy trí tích trước đã xin về, chẳng thế nửa đường sao mà vội xin về như vậy. Do đó phẩm này chỉ là lưu thông, nói là chính tông thì không có điều thắc mắc này. Kinh văn, bây giờ Phật bảo tới lời chân thành của Như Lai, tán rằng phẩm này có ba phần. Phần đầu Thích Ca ba lần dặn dò, phần hai Di Lặc bốn lần thỉnh cầu, phần cuối Như Lai chính thức bảo ban, đây là phần đầu. Ba thần diệu thể, địa vị cực tại cực quả, bậc thượng trí còn chẳng thể lường, kẻ hạ ngu do đâu mà hiểu nổi, e rằng họ tâm sẽ nghi ngờ, miệng sẽ phỉ báng, do pháp mà có sự hủy hoại, cho nên Phật đã dặn đi dặn lại, rồi sau mới chính thức thuyết pháp cho, lại sợ họ tại chẳng chuyên chú vào pháp giáo, tâm ý chẳng nhằm vào tông chỉ huyền diệu. Thêm nữa, chúng sinh tính độn nghe rồi chẳng thể hiểu nổi, muốn khiến pháp nhập tâm họ, cho nên bảo ban hay ba lượt. Vì thế, vì thuyết về ba thân cho nên phải bảo ba lượt. Kinh văn, bấy giờ Bồ Tát tới tín thụ lời Phật, tán rằng đây là Di Lặc bốn lần thỉnh cầu. Phật đã từ bi bảo ban ba lượt, đại chúng sao được hững hờ, cho nên thêm bốn lần thỉnh, biểu thị nặng lòng cầu pháp. Ba lần chỉ bảo thuyết về ba thân, bốn lần thỉnh cầu vì ba thân, mỗi thân đều bốn. Cầu bốn đức, mong bốn trí, tế độ tứ sinh, đó là ý này vậy. Kinh văn, bấy giờ Thế Tôn tới lực thần thông tán rằng dưới là mục Như Lai chính thức bảo ban, trong trưởng hàng ở đầu chia làm hai phần. Phần đầu dặn dò phải chú ý nghe, phần sau chính thức thuyết về thọ lượng, đây là phần đầu. Ba lần thỉnh là ba lần đầu, bí mật là thể thông diệu của hai thân pháp báo, thần thông là hóa thân ứng với vật mà thị hiện. Do Phật cất chứa giữ gìn nên gọi là bí, nghĩa sâu khó giải nên gọi là mật, diệu dụng vô phương thì gọi là thần, thể không che chắn nên gọi là thông. Hai thứ này uy thế khó thể khuất phục nên gọi là lực. Thêm nữa đối pháp vân vân nói có bốn thứ bí mật ở trong phương quảng, bí mật của Phật đều nên quyết liễu, lý giải dứt khoát, thấu hiểu cặn kẽ. Một, linh nhập bí mật, chỉ bí mật vì thanh văn mà thuyết về sắc vân vân là có, để khiến họ không sợ hãi dần dần nhập thánh giáo, chứ chẳng phải hết thầy đều là có. Hai, tướng bí mật, có nghĩa là y vào ba tự tính mà nói hết thầy pháp đều là không có tự tính, không sinh diệt, vân vân, phá hữu tướng mà họ chấp trước nên nói là không có, chứ chẳng phải là hết thầy đều không có. Ba, đối trừ bí mật, để đối trừ các điều lầm lỗi, cho nên Phật đã thuyết giáo nhiều điều, Ngài đã thuyết về tối thượng thừa để trừ tám chướng. Một, trừ kinh Phật, hai, trừ kinh pháp. Cho nên Ngài nói ta đã từng có tên gọi là Thắng Quán Như Lai vì pháp thân không có sự khác biệt. 3. Trừ giải đãi lười biếng, như nói nguyện sinh ở thế giới cực lạc đều được vãng sinh, vân vân. 4. Trừ tiểu thiện sinh hỷ túc, trừ thói mới có điều thiện nhỏ đã hí hửng thỏa mãn đối với một thiện căn, hoặc khen hoặc chê,
5. Trừ tham hành, ca ngợi cõi Phật giàu có sung sướng, đẹp đẽ, trang nghiêm. 6. Hút trừ mạn hành, ca ngợi chư Phật hoặc có sự tăng thắng. 7. Trừ ác tác, hối tu thiện chướng, trừ chướng làm ác hối hận về việc tu thiện. Ngài nói rằng những kẻ đối với Phật vân vân, tuy đã có các hành động khinh mạn, chê bai, song các hữu tình đó vẫn sinh ở cõi trời. 8. Trừ bất định tính chướng, trừ chướng bất định tính, khiến họ từ bỏ ý thích hèn kém của hạnh thanh văn, thủ ký cho các bậc đại thanh văn sẽ được làm Phật. Lại nói chỉ có một Phật thừa duy nhất, không có thừa thứ hai. 4. Chuyển biến bí mật, như nói giác bất kiên là kiên, khéo trụ ở điên đảo cực phiền não sở não, đắc tối thượng bồ đề. Các thứ ẩn mật như vậy gọi là dùng ngôn ngữ giải thích khiến cho khác đi. Bí mật trong này tức là bí mật thứ ba, đối trừ bí mật. Do có kẻ khinh Phật đức và có tham mạn hành, nên Phật thuyết về thân Phật khác, lấy đó làm tự thể, đó là để ca ngợi Phật, như kinh phần sau đã nói. Này thiện nam tử, nơi chọn giữa này thuyết về nhiên đăng Phật, vân vân. Như vậy đều là dùng phương tiện mà phân biệt. Nói thần thông có nghĩa là những người được Phật giáo hóa rất đông, Phật đã dùng thần lực mà giáo hóa họ, khiến họ phát tâm. Kinh văn hết thảy thế gian tới Tam Bồ Đề, tán rằng dưới là chính thức thuyết về thọ lượng, theo luận thì chia làm hai đoạn. Đoạn đầu thuyết minh về Bồ Đề vô thượng, đoạn sau, từ này các thiện nam tử, thọ mệnh của ta vốn tu hành đạo Bồ Tát mà thành, trở xuống, thuyết minh lại về tướng sai biệt của hai thân báo hóa, niết bàn vô thượng. Trong văn đầu luận chia làm ba đoạn để thị hiện ba Phật Bồ Đề. Một, ứng hóa Bồ Đề, tùy theo sự cảm ứng của chúng sinh mà thị hiện. Cho nên như kinh văn đều nói rằng Như Lai xuất thân từ cung họ Thích, cách thành giả ra không xa. Ngồi nơi đạo tràng chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó tức là đoạn kinh văn này. Hai, báo Phật Bồ Đề, thập địa đã tu hành đầy đủ, được thường niết bàn như kinh đã nói. Từ này thiện nam tử, ta thực sự thành Phật cho tới nay đã trải vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp trở xuống, đó là đoạn kinh văn ở sau. Ba, pháp Phật Bồ Đề, chỉ Như Lai tạng tính tịnh niết bàn, thường hằng thanh tịnh bất biến như trong kinh đã nói. Từ Như Lai thấy biết tướng của ba cõi đúng như thực, cho tới chẳng như ba cõi, thấy như ba cõi trở xuống. Đây là đoạn kinh văn cuối, đây là căn cứ vào vô thượng, đầu có đủ ba thân coi là ba nghĩa. Các cách phân loại Phật thân. Các kinh luận phân chia Phật thân ra làm 1, 2, 3, 4 và 10 loại như sau. 1. Chỉ một Phật thân có tên gọi chung là Phật Bảo, 2. Chia làm hai loại. 1. Theo Phật địa luận, 1. Sinh thân, 2. Pháp thân. Pháp thân thượng báo gọi là Pháp thân, vì là công đức thực, tha báo hóa thân đều gọi là sinh thân. 2. Theo Bát Nhã luận, 1. Chân Phật, 2. Phi chân Phật. Loại đầu là pháp thân, loại sau là hai thân còn lại. 3. Chia làm 3 loại, tức là ba Phật Bồ Đề nói ở đây. 4. Chia làm 4 loại. 1. Theo Kinh Lăng Già, 1. Ứng hóa thân, 2. Công đức Phật. 1. Ứng hóa Phật, 2. Công đức Phật, 3. Trí tuệ Phật, 4. Như như Phật. Loại đầu là hóa thân, hai loại sau là báo thân, loại cuối cùng là pháp thân. 4. 2. Theo Kinh Kim Quang Minh, 1. Hóa phi ứng, Phật vì vật mà thị hiện thành hình rồng quỷ, chẳng phải là thân Phật, đó gọi là hóa phi ứng. 2. Ứng phi hóa, chỉ Phật thân mà Bồ Tát Địa Tiền nhìn thấy, dựa vào định mà thị hiện, đó gọi là ứng phi hóa, tức là một đại thiên, một ứng thân mà bốn thiện căn nhìn thấy. 3. Diệt ứng, diệt hóa, vừa ứng, vừa hóa, chỉ Phật thân mà thanh văn nhìn thấy, hiện tướng tu hành, tu thành nên gọi là ứng, thấy đồng loại với người nên gọi là hóa. 4. Phi ứng phi hóa, chỉ chân thân của Phật, ba loại đầu là hóa thân, còn loại cuối cùng là pháp thân, báo thân. 4. 3. Theo Phật địa luận, 1. Thụ dụng phi biến hóa, đó gọi là tự thụ dụng thân. 2. Biến hóa phi thụ dụng, đó gọi là biến hóa thân, hóa loại địa tiền. 3. Diệt thụ dụng, diệt biến hóa, vừa là thụ dụng, vừa là biến hóa, chỉ tha thụ dụng thân, hóa thập địa Bồ Tát. 4. Phi thụ dụng, phi biến hóa, chỉ pháp thân. 5. Chia làm 10 loại. Kinh Hoa Nghiêm nói có 10 loại Phật thân. 1. Vô trước Phật, vì an trụ thế gian thành chính giác, Phật địa luận gọi là hiện đẳng giác Phật. 2. Nguyện Phật, vì nguyện xuất sinh, đó gọi là hoàng thệ nguyện Phật. 3. Nguyện báo Phật, vì tín thành tựu, các hành đều là nhân nhưng chỉ nói về một hành là tín, đó
đó gọi là nghiệp dị thuộc Phật. 4. Trì Phật vì tùy thuận thế gian chẳng đoạn tuyệt, đó gọi là trụ trì Phật. 5. Niết bàn Phật vì thị hiện diệt độ, đó gọi là biến hóa Phật. 6. Pháp giới Phật vì thị hiện ở hết thảy mọi chốn. 7. Tâm Phật vì thị hiện an trụ, hai loại tên Phật này có tên gọi giống vậy. 8. Tam muội Phật vì thành tựu vô lượng công đức không hề chấp trước, đó gọi là định Phật. 9. Tính Phật vì thiện quyết định, đó gọi là bản tính Phật. 10. Như ý Phật vì che khắp, đó gọi là tùy lạc Phật. 5. Loại đầu là thế tục Phật, 5. Loại sau là thắng nghĩa Phật, tùy theo sở ứng mà bao gồm trong ba thân. 5. Loại đầu thuộc hóa thân gọi là thế tục Phật. 1. Loại pháp giới Phật thì thuộc về pháp thân. 1. Loại bản tính Phật thì gồm chung cả pháp thân và thụ dụng thân. 3. Loại còn lại chỉ là thụ dụng thân. Luận nói rằng 5 loại này là thắng nghĩa Phật, tuy pháp thân và thụ dụng thân chẳng đồng hình, loại biến hóa thân trước đây đều là thắng nghĩa Phật. Đối chiếu phẩm quán Như Lai trong kinh Vô Cấu Xưng và Sớ kinh Lăng Già nói rằng: Đại tuệ pháp Phật thì thuyết pháp lìa phan duyên, vì lìa năng quán, sở tác tướng lượng vân vân. Đại tuệ báo Phật thì thuyết về tự tướng, đồng tướng của mọi pháp do tự tâm mà hiện tướng huân tập. Cho nên nói ví như nhà ảo thuật biến hóa ra hình tượng, những người ngu si liền cho đó là thực. Nhưng các hình tượng hư huyễn kia thật ra chẳng có thể nắm bắt được. Đó gọi là phân biệt hư vọng pháp thể. Đại tuệ hóa Phật thì thuyết về các pháp thí giới nhẫn tinh tiến thiền định trí tuệ ấm giới nhập vân vân. Kinh Bát Nhã nói rằng ứng hóa chẳng phải là chân Phật, cũng chẳng phải là người thuyết pháp vân vân, vì xét công đức quy về gốc chỉ có pháp thân mà thôi. Vì kinh đó chủ yếu thuyết minh về chân pháp thân, cho nên nhân tiện thuyết minh sơ qua về nghĩa của từ Phật. Ba thân thành Phật thì như trong Di Lặc Xứ, biệt nghĩa thì như Phật Địa Luận, Duy Thức Luận và Pháp Uyển đã nói. Tùy thuyết về các loại Phật thân có sự tăng giảm khác nhau, nhưng nay căn cứ vào chủng loại mà xét, chẳng qua chỉ có hai loại: một chân thân, hai hóa thân. Thân Phật mà Bồ Tát Địa Tiền và Nhị Thừa nhìn thấy đó gọi là hóa thân. Hai thân, pháp thân, pháp báo gọi là chân thân. Do lý này mà thuyết minh về ba Phật Bồ Đề, trong đó chia làm hai phần. Phần đầu thuyết minh về Phật thân mà ba thừa nhìn thấy, ba thừa nghi ngờ. Phần sau thuyết minh về chân thân Phật mà ba thừa chẳng biết. Đây là phần đầu. Kinh văn: Nhưng Thiện Nam Tử tới Na Do Tha Kiếp tán rằng dưới đây là thuyết minh về chân thân mà ba thừa chẳng biết, chia làm ba phần. Một, phần đầu nêu rõ Phật thành đạo đã lâu. Hai, phần hai giải thích về thời gian từ lúc thành đạo cho tới nay. Ba, phần cuối kết luận thành thuyết trên, đó là đoạn từ như ta từ lúc thành đạo cho tới nay, khoảng thời gian cực kỳ lâu dài trở xuống. Đây là phần đầu. Luận giải thích chỉ nói về báo thân thành đạo, song căn cứ vào thực tế thì báo thân tu sinh giác mãn gọi là thành, pháp thân tu hiển chứng viên thì gọi là thành. Như vậy cũng có gì sai đâu. Trong này tuy chỉ nêu báo thân thành đạo đã lâu, nhưng trong sự giải thích của phần sau cũng nêu rõ pháp thân thể nghĩa. Kinh văn: Ví như 500 tới biết số ấy không? Tán rằng dưới là giải thích thời gian từ lúc thành đạo tới nay có hai phần. Một, phần đầu nói rõ về báo thân Bồ Đề từ khi thành đạo tới nay vốn lâu, nhưng vì chúng sinh mà nói là gần. Hai, phần sau là đoạn từ này các thiện nam tử kinh điển mà Như Lai thuyết trở xuống bí mật thuyết về pháp thân, do chứng được thân này cho nên thực ra là thành đạo đã lâu, nhưng để thích ứng với chúng sinh mà quyền nghi thị hiện. Đầu là trí năng chứng, sau là lý sở chứng, vì hai đức trí đức và đoạn đức, trí và trí xứ đã lần lượt sáng tỏ. Văn phần đầu có ba mục: một, mục đầu nêu dụ vấn; hai, mục hai Di Lặc vân vân đáp; ba, mục cuối Phật giải thích rộng. Đây là mục đầu. Kinh văn: Di Lặc Bồ Tát tới vô lượng vô biên tán rằng đây là Di Lặc vân vân đáp có ba mục: một, nói chung về vô lượng; hai, nói rõ nhị thừa chẳng biết; ba, kết luận là vô biên. Có người nói A Duy Việt trí địa nên phiên là A Bè Bạt trí địa, có nghĩa là bất thoái chuyển địa, địa vị bất thoái chuyển. Kinh văn: Bấy giờ Phật bảo tới A Tăng Kỳ Kiếp tán rằng dưới là Phật giải thích rộng chia làm hai phần. Phần đầu bảo rõ báo thân thành đạo đã lâu, phần sau là đoạn từ này các thiện nam tử ở giữa khoảng đó trở xuống bảo rõ về hóa thân, giải thích điều nghi hoặc của họ. Văn phần đầu này lại có hai phần:
1. Phần đầu thuyết minh về số kiếp từ lúc thành đạo tới nay. 2. Phần sau thuyết minh về trụ xứ hằng ở. Phần đầu này lại có hai mục. A. Mục đầu nêu ý bảo rõ. B. Phần sau giải thích là nhiều kiếp. Kinh văn: từ đó tới nay, tới dẫn dắt làm lợi cho chúng sinh, tán rằng đây là thuyết minh về trụ xứ hằng ở. Tự thụ dụng thân thực ra là ở khắp pháp giới, tướng trạng khó thấy. Vì thế, tùy theo tình huống cụ thể nhằm giải thích tự thể thì nêu tác dụng để hiển lộ thân ấy. Nói rằng, có chỗ sở tại riêng, vì chốn nào có khởi dụng thì thân ấy có ở đó. Cũng như hư không rộng khắp, chốn nào vô ngại thì thể hiện rõ tướng của hư không. Cái thể thực của báo thân, pháp thân thì đều viên mãn, cái dụng chứng tỏ các thân ấy tùy nghĩa hiển lộ, cho nên tự báo thân nêu tác dụng là hiển hiện riêng, lại thuyết về tha thụ dụng thân dẫn dắt làm lợi cho hàng thập địa Bồ Tát, nêu tha sở trì để thuyết minh về việc thành đạo đã lâu, đó chẳng phải là tự báo thân. Kinh văn: các thiện nam tử tới phương tiện phân biệt, tán rằng dưới là bảo rõ về hóa thân, giải thích điều nghi hoặc của họ có 3 phần. 1. Tiêu thích nêu vấn đề và giải thích. 2. Biệt thích giải thích riêng. 3. Kết thích kết luận việc giải thích. Đó là đoạn từ này các thiện nam tử Như Lai thấy các chúng sinh trọt xuống. Đây là phần đầu. Các chúng sinh khác có điều nghi rằng Phật thành đạo đã lâu, thường giáo hóa ở cõi này. Như vậy thì trong khoảng thời gian đó, các vị nhân đăng Phật, tỷ bà thi Phật, vân vân thành đạo nhập diệt thuyết pháp độ sinh lại là ai vậy? Nên nêu ra và giải thích rằng kinh nói ở trạng giữa này nói Phật nhân đăng vân vân thành đạo nhập diệt như vậy đều là dùng phương tiện trí tuệ khéo léo phân biệt thuyết về tha báo Phật thân, chớ chẳng phải là lìa thân ta chỉ thân Phật ra còn có các vị Phật đó. Kinh văn: các thiện nam tử tới các căn lợi độ, tán rằng dưới là giải thích riêng từng điều nghi hoặc có 2 phần. Phần đầu thuyết minh sở do, nguyên do, phần sau tức đoạn từ tùy theo hạng đáng độ trở xuống nói rõ sự sai biệt. Đây là phần đầu do các chúng sinh phát tâm tu hành nguyện thấy Phật, đó gọi là kéo tới chỗ ta. Quán căn của họ lợi độ khác nhau, cho nên vì hạng lợi căn ta nói thành đạo đã lâu, vì hạng độ căn thì ta thị hiện là gần mới thành đạo, vì hạng lợi căn thì ta nói thành chính giác, vì hạng độ căn thì ta thị hiện nhập niết bàn, vì hạng lợi căn thì hiện đại thân, vì hạng độn căn thì hiện tiểu thân, vì hạng lợi căn thì thuyết pháp sâu, vì hạng độn căn thì thuyết pháp nông, tùy theo sự cảm ứng của mỗi hạng mà thể hiện sự sai biệt. Kinh văn: tùy theo hạng đáng độ tới phát tâm hoan hỷ, tán rằng đây là thể hiện sự sai biệt do những người kéo tới căn tính khác nhau, cho nên Thế Tôn tự nói tên mình khác nhau. Từ khi thành đạo tới nay, năm tháng lâu mau, thân lượng lớn nhỏ khác nhau, đó là thành đạo và hiện nhập diệt, thị tướng, tướng thị hiện ra khác nhau, thuyết pháp nhất, nhị thừa, tam tứ thừa, phương tiện khác nhau để thích ứng với tâm họ, khiến họ đều hoan hỷ. Chỉ như hư không trong vắt, như ngọc bích sáng trong suốt vô bờ, mặc cho nước cuốn ánh sáng thành cảnh huy hoàng tột bậc, nước trong thì bóng trăng hiện, nước đục thì bóng trăng chìm, khí vật hiện ra toàn vẹn. Hai bị phá vỡ chẳng hề giống nhau, do sáng hay tối mà có sự khác nhau. Đó chính là sự sai biệt giữa báo thân và hóa thân. Văn này giải thích hai điều. Một, chẳng phế bỏ việc thích ca thực ra thành đạo đã lâu nhưng hóa hiện ra là mới thành đạo. Hai, nào có phế bỏ ý thú bình đẳng trong bốn ý thú, bí mật đối trị trong bốn bí mật, chỉ các chướng khinh Phật, khinh Pháp và phá mạn hạnh, nói tha thân khác là tự bản thân, ca ngợi chư Phật và ca ngợi người thắng trội hơn mình. Chẳng thế thì chư Phật nhiên đăng, ai là người thụ ký biệt? Thế thì việc hóa hiện cũng có chỗ nào trái ngược nhau đâu. Kinh văn: này các thiện nam tử, tới nên nói như vậy, tán rằng đây là kết luận việc giải thích. Vì thiện ít, vì đức mỏng tội nhiều cho nên cấu nặng. Ứng với tiểu khí thì là mới thành chính giác, đối với đại căn thì thực sự thành đạo đã lâu, đó là phương tiện giáo hóa chúng sinh khiến họ nhập đạo, luôn luôn hiện ra để khiến họ khát ngưỡng. Kinh văn: này các thiện nam tử, tới đều thực chẳng hư. Tán rằng đây là đoạn thứ hai bí mật nói về pháp thân, do chứng thân này nên thực hành, thực thành đạo đã lâu, nhưng để thích ứng với chúng sinh nên quyền nghi thị hiện. Đoạn này có 3 phần. 1. Phần đầu là nêu lên để thích ứng với chúng sinh, nói bảy chẳng giống nhau,
nhưng đều chẳng phải là xướng xuất ra một cách dối trá. Hai phần sau là giải thích, do chứng pháp thân cho nên có thể thị hiện ra sự này, song căn cứ vào chân lý thực tế thì vốn không có sự này. Ba phần cuối là đoạn từ vì các chúng sinh trở xuống, giải thích lý do vì thích ứng với chúng sinh mà quyền nghi thị hiện. Đây là phần đầu có ba ý: một nêu ra, hai nói rõ, ba kết luận chẳng hư dối. Thuyết nghĩa là ngôn thuyết, thị nghĩa là thị hiện. Thân tức là nội thể, sự nghĩa là sự nghiệp. Thuyết kỷ thân nghĩa là thuyết về thân ta, tức thân Phật đã từng làm vua các loài chúng sinh, vua Tát Đoá, vua Thi Tỷ, vân vân. Thuyết tha thân như nói Di Lặc trước kia là người tiên, tên Nhất Thiết Trí Quang, Phật A Di Đà xưa kia là Pháp Tạng Tỳ Kheo, vân vân. Thị kỷ thân như hiện làm Thích Ca, thân tự xuất thế khi thắng man từ xa thỉnh thì Phật hiện ở không trung, vân vân. Tha thị thân như hiện làm Phật Tỳ Bát Thi xuất hiện thế gian, mở tháp hiện ra Phật Đa Bảo, vân vân. Thị kỷ sự nghĩa là nói về các sự nghiệp của Phật Thích Ca như hàng ma thành đạo, thuyết pháp hiện thần thông, vân vân. Thị tha sự như nói về sự nghiệp của Phật Đại Thông Trí Thắng hiện thần thông, động địa phóng quang thành đạo, vân vân. Để độ chúng sinh, Phật có thể nói về các sự này đều thực chẳng dối. Kinh văn: vì sao như vậy? Tôi không có sai lầm. Tán rằng đây là phần giải thích, do chứng pháp thân cho nên có thể thị hiện ra sự này, song chân lý vốn không có sự này. Vì nguyên nhân gì mà có thể vì chúng sinh mà thuyết và những điều nói ra đều chẳng dối như vậy? Do như thực thấy chân lý này. Đây có 5 câu như thực thấy là nói quán thông năm xứ. Một câu đầu y vào vọng xứ để hiển hiện pháp thân, luận nói rằng tam giới tướng, có nghĩa là nói chúng sinh giới, tức niết bàn giới, chẳng lìa chúng sinh giới, vì có tính chất của Như Lai tạo. Phẩm phương tiện nói, thế gian tướng thường trụ, tức là chỗ này. 2. Câu thứ 2 y vào thường tịnh để hiển pháp thân, luận nói rằng không có sinh tử, dù thoái hay xuất, nghĩa là thường hằng thanh tịnh bất biến. Thoái nghĩa là trầm luân chìm đắm, xuất nghĩa là lìa khỏi mọi sự trói buộc, hoặc tức là sự sinh đã diệt tận, nghĩa là pháp sinh tử có thoái có xuất, còn pháp chân thì không có sự này, cho nên thường thanh tịnh. 3. Câu thứ 3 y vào bất tức bất ly, chẳng phải chính mà là cũng chẳng lìa, chẳng phải chính là mà cũng chẳng lìa để hiển pháp thân, luận nói rằng cũng không có tại thế và diệt độ, nghĩa là thể của Như Lai tạo chân như. Chẳng phải chính là chúng sinh giới mà cũng chẳng lìa chúng sinh giới vì không tại thế, cho nên chẳng phải chính là chúng sinh giới vì không diệt độ, cho nên chẳng lìa chúng sinh giới. 4. Câu thứ 4 y vào lìa bốn tướng để hiển pháp thân, luận nói rằng phi thực, phi hư, phi như, phi dị, nghĩa là lìa bốn loại tướng. Vì bốn loại tướng đó là vô thường, sinh tướng thực hữu, diệt tướng là hư, trụ tướng là như, biến tướng là dị. Pháp thân không có các thứ đó, cho nên cả bốn đều là phi, chẳng phải. 5. Câu thứ 5 y vào sự nội chứng của Phật, chẳng phải là thứ mà hạng phàm phu chứng đắc để hiển pháp thân, luận nói rằng chẳng như tam giới mà thấy tam giới, Như Lai có thể thấy được, có thể chứng được pháp thân chân như mà phàm phu chẳng thấy, cho nên kinh nói rằng Như Lai thấy rõ không có sai lầm. Luận giải đó chỉ thuộc câu thứ 5, tự hồ tổng kết về các câu trên. Câu này nói rằng Như Lai chính trí có thể thấy rõ ràng rạch ròi, chẳng như vọng tướng của tam giới mà có thể chứng thấy được thể tính của tam giới là pháp thân chân như, cho nên nói rằng Như Lai thấy rõ không sai. Kinh văn: vì các chúng sinh tới chưa từng tạm thời phế bỏ, tán rằng dưới là giải thích lý do để thích ứng với chúng sinh mà quyền nghi thị hiện, chủng chủng tính đó là giới, dục là thắng giải, hành chỉ tâm hành, ước tưởng nhớ lại chỉ biến thú hành, do các thứ này mà Phật sự không bỏ. Các thứ nói bày trước nói báo thân thật ra thành đạo đã lâu, mắt Phật quan sát thấy các căn lợi độn của họ, cho nên nói bày khác nhau để nói pháp thân thực ra không có các tướng, do tùy theo chúng sinh tính dục vân vân khác nhau, cho nên nói bảy khác nhau. Kinh văn: như vậy ta thành tới thường trụ bất diệt. Tán rằng trong phần nói rõ về chân thân là cái mà tam thừa chẳng biết, thì đây là mục thứ 3 kết luận về những điều đã nói ở trước. Kinh văn: này các thiện nam tử, tới còn gấp bội số trên. Tán rằng đây là thuyết minh về bồ đề vô thượng,
Dưới đây là đoạn lớn thứ hai nói rõ một lần nữa về tướng sai biệt của hai thân báo hóa, đó là Niết Bàn Vô Thượng, trong chia làm hai phần. Phần đầu là pháp thuyết về hai thân thường trụ khởi diệt, phần sau là dụ thuyết về hai thân thường trụ khởi diệt. Phần đầu lại chia làm hai phần, một phần đầu thuyết minh về hai thân thường trụ khởi diệt, hai phần sau là đoạn từ thêm nữa này thiện nam tử, pháp của chư Phật Như Lai đều như vậy trở xuống, giải thích và kết luận. Cái đã thuyết trước kia là các pháp xưa nay vốn y nhiên như thế, chẳng hư dối, pháp nghĩ bất hư. Văn phần đầu này lại có hai. A. Phần đầu nói rõ, vì báo thân tùy theo chúng sinh giới và bản nguyện lực đều là vô tận, cho nên thọ mệnh thường trụ. B. Phần sau nói rõ, vì hóa thân tùy theo chúng sinh thân và ý nhạo, tức ý thích, cho nên hiện có khởi diệt. Đây là phần đầu. Lúc bản thân tu hành đạo Bồ Tát, nguyện độ hết chúng sinh, mới nhập vô dư Niết Bàn. Vì chúng sinh giới không có lúc nào hết, cho nên nay tuy đắc quả viên mãn, nhưng hạnh nguyện vẫn không suy giảm. Cho nên thọ mệnh bất tận còn gấp bội số trên. Kinh văn, như vậy này chẳng phải là thực tới giáo hóa chúng sinh. Tán rằng dưới là thuyết minh về hóa thân tùy theo chúng sinh thân và ý nhạo, cho nên hiện có khởi diệt, có ba phần. Một tiêu nêu ra, hai thích giải thích, ba thành, đó là đoạn từ. Cho nên Như Lai dùng phương tiện thuyết trở xuống, đây là phần đầu. Như vậy, nay báo thân chẳng phải là thực sự diệt độ mà lại giả vờ nêu lên là sẽ diệt độ. Đây chính là hóa tướng phương tiện thị hiện để giáo hóa chúng sinh mà thôi. Kinh văn, sở dĩ như vậy là vì sao? Tới trong lưới vọng kiến, tán rằng dưới đây là phần giải thích có hai phần. Một phần đầu thuyết minh về bản tính ác, hai phần sau nói rõ cảm sinh ác. Đây là phần đầu, bản tính ác có sáu. Một, bạc đức chẳng thể cảm được thắng nhân thắng pháp. Hai, chẳng trồng thiện căn, không có nhân để sinh quả. Ba, bần cùng không có của, không có pháp, ý nhỏ trí hèn. Bốn, thấp hèn tự khinh miệt thân. Năm, trước dục phiền não hôn túy. Sáu, nhập ở trong lưới vọng kiến ước tưởng, gian trá khôn danh, học loạn hành sai. Kinh văn, nếu thấy Như Lai tới tâm cung kính, tán rằng đây là thuyết minh về cảm sinh ác có năm thứ. Một, kiêu tứ phóng dật. Hai, ôm lòng chán ghét, chẳng thích thân cận nhiếp thụ. Ba, giữ thói lười nhác, bị thói lười nhác trói buộc, chẳng thể tự xét. Bốn, chẳng sinh cảm tưởng khó gặp, thấy Phật mà cũng chẳng sinh tâm mong mỏi được gặp. Năm, chẳng sinh tâm cung kính, chẳng sinh khát mộ, tu nghiệp tùy thuận. Đây nói do kẻ đó bản tính ác, cho nên gặp Phật càng sinh ra ba thứ ác đầu, chẳng sinh cảm tưởng khó gặp, chẳng sinh tâm cung kính. Kinh văn, cho nên Như Lai tới mà nói diệt độ, tán rằng dưới là thành tựu có ba phần, một nêu lên, hai giải thích, ba kết luận, đây là phần đầu. Kinh văn thêm nữa, này thiện nam tử, tới đều là thực chẳng hư dối, tán rằng đây là giải thích và kết luận. Cái đã thuyết trước kia là pháp nhĩ chẳng hư dối, ý này nói rằng báo thân pháp nhĩ nguyện độ hết thảy mọi chúng sinh cho nên thường trụ bất diệt. Hóa thân pháp nhĩ thì tùy thuận sự yêu ghét ưa chán của chúng sinh mà thị hiện có sinh tử. Kinh Niết Bàn nói Như Lai chẳng nhập Niết Bàn. Kệ rằng, giả sử quạ trào mào cùng đỗ chung một cây giống như anh em ruột thì mới Niết Bàn hẳn. Giả sử rắn chuột sói cùng chơi chung một hang yêu nhau như anh em thì mới Niết Bàn hẳn. Giả sử nhất xiển đè hiện thân thành Phật đạo thủ mãi đệ nhất lạc thì mới Niết Bàn mãi. Như Lai coi hết thảy giống như La Hầu La, cớ sao bỏ tử bi vĩnh viễn nhập Niết Bàn. Đối ba dụ trước, mỗi một dụ đều đi kèm một tụng cuối này, sợ chán văn dường cho nên thuyết chung vào một. Thế thì đại Niết Bàn ba sự viên mãn là thứ mà nhị thừa chưa chứng được. Hóa tướng nhập diệt, tức là ở đây, ở nơi đây diệt rồi lại hóa ở phương khác, lại sinh ở đây. Thân trí chẳng vĩnh viễn là không có, há lại cùng nhị thừa nhập diệt. Do đó nên gọi là Niết Bàn vô thượng. Kinh văn, ví như thầy thuốc giỏi, tới khéo chữa nhiều bệnh. Tán rằng dưới là đoạn thứ hai dụ thuyết về hai thân thường trụ khởi diệt, có hai phần. Một phần đầu dụ thuyết về thường trụ khởi diệt, hai phần sau dụ vấn đáp, chỉ rõ đó chẳng phải là hư dối, có 12 dụ. Một dụ về khéo đạt cơ nghi, hai dụ về từ bi khởi hóa, ba dụ về quán cơ đạo ẩn, bốn dụ về gặp duyên hoặc khởi, năm dụ về tế sinh thành đạo, 6 dụ về thấy Phật đều mừng, 7 dụ về ứng cơ thuyết pháp, 8 dụ về căn thục đạo thành,
9 dụ về chưa thục chán phát, 10 dụ về để khiến mong cầu thị hiện nhập diệt, 11 dụ về nhớ Phật yêu Pháp, 12 dụ về đắc thánh thấy Phật, đây là phần đầu. Chỉ như nhị thừa luyện cân đối nhau, sinh được ít là đội, sinh được nhiều là lợi. Sinh nhắc đối nhau, sinh được ít là lợi, sinh được nhiều là đội. Ở đây nói về cái đối sau, sinh nhắc đối nhau. 12 dụ này tương ứng với 4 lần sinh hoặc 3 lần sinh. 1 4 lần sinh, 1 sinh lần đầu, 2 dụ đầu ở đây gộp lại là sinh lần đầu, thấy Phật đều bảo phát tâm. 2 sinh lần 2, các dụ thứ 3, thứ 4 hợp lại là sinh lần 2. Kẻ căn thục siêng tu thì chẳng mất bản tâm như tiệm tu chưa thành thục. Kẻ lười nhác thì bị mất bản tâm và còn bị thoái truyền. Các dụ thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 gộp lại là sinh lần 3. Các căn thục siêng tu thì nhờ thấy Phật Thích Ca mà vô học mãn, liền phát đại tâm thủ biến dịch sinh. Kẻ chưa thành thục, lười nhác, tuy thấy Phật hiện tại nhưng vẫn chưa chứng, vẫn trụ ở địa vị phàm phu. 4 sinh lần 4, các dụ thứ 10, thứ 11, thứ 12 hợp lại là sinh lần 4. Kẻ căn xưa chưa thành thục, lười nhác gặp Phật Di Lặc đều được đắc đạo, cũng phát đại tâm. Trước tiên thủ biến dịch sinh, người căn thành thục, siêng tu đắc đạo cũng được thấy Phật đó. Cho nên nói, đều khiến được thấy Di Lặc tức là ta, Di Lặc là tên khác của ta. 2. Ba lần sinh, hoặc thuyết chung về ba sinh. 1. Sinh lần đầu, 4 dụ đầu là sinh lần đầu, Phật mới thị hiện Niết Bàn, kẻ kia chẳng thấy Phật liền khỏi phiền não. 2. Sinh lần 2, 5 dụ sau là sinh lần 2, đó là Phật Thích Ca đúng pháp mà thị hiện Niết Bàn. Kẻ căn cơ thành thục, siêng năng tu đạo còn trụ ở địa vị hữu học thì đoạn dần phiền não, nên gọi là chữa khỏi trừ rũ. Chẳng phải là đều đoạn hết thành đạo vô học, còn kẻ căn chưa thành thục, lười nhác thì vẫn ở địa vị phàm phu và vẫn chưa chứng. 3. Sinh lần 3, 3 dụ cuối cùng là sinh lần 3, những người căn thục siêng tu đều đắc vô học, những người chưa thành thục, lười nhác cũng đắc quả hữu học. Cho nên trong việc thụ ký thì cả hai loại vô học hữu học đều có, vì những loại này mà thị hiện là có Niết Bàn. Đó là đại ý của dụ ở trong này. Thầy thuốc giỏi có 4 đức: 1. Biết bệnh trạng, 2. Biết nguyên nhân gây bệnh, 3. Biết bệnh diệt rồi chẳng sinh, 4. Biết bệnh diệt rồi lại sinh. Kinh Niết Bàn nói: Đại tử mẫn chúng sinh, nên nay ta quy y, khéo nhổ các tên độc, nên khen đại y vương, thầy thế gian chữa bệnh, tuy đỡ rồi lại sinh. Bệnh mà Như Lai chữa không bao giờ tái phát. Phật đem thuốc cam lồ để cho các chúng sinh đã uống rồi, chẳng chết cũng chẳng sinh. Cho nên dùng dụ về thầy thuốc giỏi để ví với Phật, trí tuệ là biết quán sinh tử, thông đạt thì ứng cơ rủ lòng tế độ, sáng suốt luyện thuốc hay là am tường giáo và lý, khéo chữa trị các bệnh chẳng còn tái phát, giống với 4 đức của thầy thuốc. Kinh văn, người ấy có nhiều con tới thậm chí hàng trăm. Tám rằng đây là dụ thứ hai, dụ về việc Phật tử bi khởi hóa, có nhị thừa chủ mới gọi là con, cho nên nói 10, 20, gồm cả Bồ Tát tính nữa vì là bất định, cho nên nói tới hàng trăm vì tu trăm hạnh. Đây là địa vị sơ giáo phát tâm vậy. Kinh văn, kể có sự duyên phải đi xa tới nước khác, tán rằng đây là dụ thứ ba, dụ về quán cơ, đạo ẩn. Chúng sinh căn cơ lúc ấy vẫn chưa thành thục, mà phương khác thì có cơ hội, cho nên hóa thân Phật bèn ẩn đi tới phương khác mà giáo hóa, hoặc tới tịnh độ, quế độ mà tiến hành giáo hóa, đó gọi là tới nước khác. Kinh văn, các con sau đó tới lăn lộn dưới đất, tán rằng đây là dụ thứ tư, gặp duyên hoặc khởi. Sau khi không có Phật, do ác trí thức phiền não liền khởi lên, làm cho tâm họ mê muội say đắm, đó gọi là uống thuốc độc khác, lăn lộn dưới đất sinh tử. Kinh Niết Bàn nói, nghèo túng không ai cứu, giống như người ốm đau không thầy, tùy ý thích ăn thứ chẳng nên ăn. Chúng sinh bệnh phiền não thường bị chư kiến hại, xa lìa thầy thuốc pháp, uống bậy thuốc độc nhảm, căn thục hay chưa thục tuy đều khởi hoặc, nhưng loại căn chẳng thành thục hoặc thì hoặc nặng và thoái chuyển, loại căn đã thành thục thì hoặc nhẹ và tu hành. Kinh văn, bấy giờ cho họ trở về nhà, tán rằng đây là dụ thứ năm, nói về tế sinh thành đạo. Những người được Phật giáo hóa trước kia thì hiện ở nhà sinh tử, duyên này mới thành thục, cho nên Phật hiện thân, hoặc hóa cảnh trước kia vốn trụ gọi là nhà. Kinh văn, các con uống chất độc tới lại ban thêm cho thọ mệnh,
tán rằng đây là dụ thứ sáu nói về chúng sinh thấy Phật đều mừng, trước mừng sau thỉnh. Kẻ mất bản tâm là hạng căn chưa thành thục, mất tịnh khởi nhiễm. Người chẳng mất tâm là hạng đắc bản tịnh tâm, các căn thành thục. Hoan hỷ là ý nghiệp, quỷ lạy thuộc thân nghiệp, thăm hỏi thuộc ngữ nghiệp. Ba nghiệp quy y, thỉnh Phật thuyết pháp yếu, những điều quan trọng trong Phật pháp. Lại ban cho họ, cho thêm thọ mệnh, nay xin tuệ thọ. Kinh văn, cha thấy các con tới không còn các bệnh hoạn nữa. Tán rằng đây là dụ thứ bảy nói về Phật ứng cơ thuyết pháp có hai phần. Một phần đầu nhờ phương tiện diệu xảo, hai phần sau Phật ban cho giáo pháp thiện quyền. Y vào kinh phương, y vào giáo pháp của chư Phật ba đời, cầu cỏ thuốc tốt, nghĩa là dung nạp được lý dược và hạnh thảo. Sắc hương mỹ vị thành đều đầy đủ, nghĩa là tam học giới định tuệ và tam hành trừ ác chuộng thiện lợi sinh, không hề thiếu sót. Đông nghiền cỏ thuốc, nghĩa là trí tuệ giản trạch, sàng lọc nghĩa là bỏ thô lấy rượu, bá dương thô rượu, hòa hợp nghĩa là thực hành thuận theo tam học tam hành nói trên. Khuyên nên uống đại lương dược này, khuyên người học thực hành hạnh đại thừa này thì diệt được hoặc. Kinh văn, trong các con đó tới chữa khỏi bệnh hết. Tám rằng đây là dụ thứ 8 nói về căn thục đạo thành. Chỉ các loại, các căn, thành thục, đắc đạo, hai loại sắc hương vì với phúc và tuệ, hai chữ đắc đạo đã giải thích như trước rồi. Chữ đọc là dũ, nghĩa là khỏi bệnh, đáng ra nên viết là, sách Ngọc Thiền viết là, và giải thích là càng thêm, trong tâm lo lắng thì là chữ, bệnh khỏi là. Kinh văn, còn kẻ mất tâm tới mà cho là chẳng ngon, tán rằng đây là dụ thứ 9 nói về kẻ căn chưa thành thục nên chán pháp có hai mục. Mục đầu chẳng chịu uống thuốc, mục sau giải thích lý do, tức là căn chưa thục. Tuy ban đầu cũng hơi có ý cầu pháp nhưng sau chẳng chịu tu hành vì phiền não sâu nặng cho nên chán pháp. Kinh văn, cha nghĩ như vậy tới khiến uống thuốc này, tán rằng đây là dụ thứ 10 để khiến chúng sinh mong cầu pháp cho nên phải thị hiện nhập diệt. Có 3 phần, phần đầu nghĩ cách đặt ra phương tiện phù hợp căn cơ, phần 2 để lại giáo pháp, phần cuối thị hiện nói là nhập diệt. Vì phiền não sâu nên chẳng tuân theo diệu giáo, phải đặt ra phương tiện quyền nghi để khiến họ tin phục tu hành. Kinh văn, để nói như vậy tới chớ lo chẳng khỏi, tán rằng đây là Phật để lại giáo pháp. Phật thành đạo đã lâu nên nói rằng già yếu sắp sửa tới lúc nhập diệt, nay để lại giáo pháp. Ngươi hãy theo đó mà tu hành, át diệt được phiền não cho nên chớ lo. Kinh văn, giáo huấn như vậy rồi, tới cha ngươi đã chết. Tán rằng đây là Phật thị hiện nói là sẽ nhập diệt. Lui về ở ẩn, không còn xuất hiện giáo hóa như trước kia, gọi là tới nước khác. Sai sứ về nói cha ngươi đã chết, nghĩa là Phật để lại lời di giáo nói rằng Phật nhập diệt. Thực ra Phật chẳng diệt, chỉ tạm thời dừng việc giáo hóa. Kinh văn, bây giờ các con tới không còn có nơi trông cậy. Tán rằng đây là dụ thứ 11 nói về nhớ Phật yêu Pháp, có hai phần. Phần đầu nhớ Phật từ bi, nghĩ mình là đứa con côi. Phần sau buồn thương làm theo lời giáo huấn hoặc khổ đều trừ. Đây là phần đầu. Đầu là nhớ Phật, sau là yêu Pháp. Phật tại thế từ bi cứu tế, cứu hộ khiến không còn hoặc khổ. Phật diệt rồi không nơi nương tựa, con côi ỷ lại vào đâu. Kinh văn thường nặng lòng bi cảm tới bệnh độc đều khỏi. Tán rằng đây là buồn thương cứ theo di giáo mà tu hành cho nên hoặc khổ đều trừ. Gia hạnh đế quán đó gọi là tỉnh ngộ. Nhập thánh y theo giáo pháp mà điều phục hoặc khổ đều trừ. Độc ví với phiền não, bệnh ví với các nỗi khổ. Kinh văn, người cha đó nghe con tới để khiến thấy Phật. Tán rằng đây là dụ thứ 12 nói về đắc thánh thấy Phật. Nếu khiến đắc thánh nhị thừa vô học mà thấy Phật, có nghĩa là nhập biến dịch sinh tử, thấy hóa thân Phật, trụ lâu ở cõi tịnh độ. Nghĩa này trong dụ gọi là người cha quay về khiến con nhìn thấy, hoặc là địa tiền đáp nhập thập địa báo độ thấy Phật. Đây tuy là hóa Phật ở ngôi trên mà giáng xuống thì về lý cũng là thế. Kinh văn, này các thiện nam tử tới có lỗi hư dối. Tám rằng đây là dụ vấn đáp, giải thích đó chẳng phải là hư dối, có 3 mục, 1 hỏi, 2 đáp, 3 thành kết luận. Để nói hóa thân, ví như thầy thuốc kia thì hiện chết, báo thân như cha, thực thể thường còn, nghĩa của Niết Bàn thì như chương khác đã nói. Kinh văn, bấy giờ Thế Tôn tới thường trụ đây thuyết pháp. Tán rằng đây là 25 tụng giới chia làm hai phần.
Phần đầu gồm 20 tụng rưỡi, tụng Bồ Đề vô thượng, phần sau gồm 5 tụng, tụng Niết Bàn vô thượng. Văn phần đầu chia làm 3 phần. Một, phần đầu gồm 10 tụng rưỡi thuyết minh về hai thân báo hóa. 2, phần 2 gồm 8 tụng thuyết minh về hai cõi báo hóa. 3, phần cuối gồm 2 tụng kết luận khuyên chớ nghi ngờ. Phần đầu này lại chia làm 3. 3 tụng đầu tụng về hai thân báo hóa, 6 tụng sau nói rõ báo thân Phật, nếu không có duyên thì chẳng thấy, nếu có duyên thì được thấy. Một tụng rưỡi cuối kết luận lý do thấy hay không thấy báo thân Phật. Đây là một đầu gồm 2 tụng đầu tụng về báo thân, 1 tụng sau nói về hóa thân. Kinh văn ta thường trụ ở đây, tới tuy gần mà chẳng thấy. 8 dòng dưới là 6 tụng nói rõ báo thân Phật, nếu không duyên thì chẳng gặp, có duyên mới được gặp. Trong có 2 phần, 1 tụng đầu không duyên chẳng gặp, 5 tụng sau có duyên được gặp. Đây là phần đầu, chúng sinh đên đảo tự mình chẳng thấy Phật, huống hồ lại thêm Phật dùng thần thông ẩn đi khiến họ chẳng thấy. Sợ rằng nếu thấy thì họ sẽ sinh ra lầm lỗi, nên Phật dùng thần thông mà che đi. Cũng như mặt trời mặt trăng tự nhiên sáng chói, kẻ mù lòa chẳng nhìn thấy. Đó là lỗi của kẻ mù lòa chứ chẳng phải là lỗi của mặt trời mặt trăng. Kinh văn, chúng thấy ta diệt độ tới chẳng tự tiếc thân mệnh. 8 dòng dưới là 5 tụng nói về có duyên thì được thấy Phật chia làm 2 phần. 1, phần đầu gồm 2 tụng đợi chúng sinh căn cơ thành thục có duyên. 2, phần sau gồm 3 tụng Phật hiện thân thuyết pháp. Đây là phần đầu có 7 duyên căn thục. 1, tu hạnh cúng dường. 2, sinh tâm khát ngưỡng. 3, kính phục chẳng phỉ báng việc tu hành. 4, chất trực lìa bỏ thói kiêu mạn vân vân. 5, nhu nhuyễn từ bi nhẫn nại. 6, nhất tâm muốn thấy Phật, một niềm mong gặp Phật. 7, chẳng tiếc thân mệnh, khinh thân trọng đạo. Kinh văn, giờ ta cùng chúng tăng tới chỉ nói ta diệt độ. 8 rằng đây là hiện thân thuyết pháp có 2 phần, nửa tụng đầu tụng hiện thân, 2 tụng rưỡi sau tụng về thuyết pháp. Thuyết pháp có 2, 1 tụng đầu nói thân Phật tại đây thì hiện có Niết Bàn, 1 tụng rưỡi sau nói về hóa nhập Niết Bàn, làm lợi ích cho phương khác, hiện ở chốn Linh Sơn hoặc hiện có Linh Sơn. Kinh văn, ta thấy các chúng sinh tới bèn ra thuyết pháp cho, tán rằng đây là kết luận về lý do thấy hay chẳng thấy báo thân Phật. Kinh văn, lực thần thông như vậy tới trời người thường đầy rẫy. Tán rằng dưới là 8 tụng thuyết minh về hai cõi báo độ và hóa độ có 2 phần. 5 tụng đầu tụng về độ tướng của hai cõi báo độ và hóa độ. 3 tụng sau tụng về lý do vô duyên chẳng thấy, có duyên được thấy cõi tịnh độ. Văn phần đầu có 5 mục, đây là 2 mục đầu. 1. Một tụng, tụng trụ xứ. 2. Một tụng nói về quyến thuộc. Tiếp tận là hóa độ, an ổn là tịnh độ. Bồ Tát trời người thường ở trong hội. Kinh văn, các nhà cửa trong vần tới đều đầy rẫy như vậy. 8 dòng trong này có 3 mục tiếp theo của 5 mục tụng về độ tướng của hai cõi báo hóa. 4. Độ tướng, tướng trạng cõi nước. 5. Cúng dường. 6. Lìa sự sợ hãi, ly bố. Hóa độ đầy rẫy, lo sợ khổ não. Tịnh độ lìa được các thứ đó. Trong độ tướng có sự, có công đức như Kinh Vô Cấu Xương nói về. Vườn tược là dụ cho tổng trì, cây rừng là dụ cho đại pháp, vân vân. Đều nên cứ theo thế mà nói, còn nghĩa của tịnh độ thì như chương khác đã nói. Luận nói rằng tịnh độ ta chẳng hư mà chúng thấy cháy hết. Nghĩa là vì tịnh độ chân thực của báo Phật Như Lai thuộc đệ nhất nghĩa đế, chẳng giống như hóa độ thuộc thế tục đế. Chữ có 2 âm đọc, lạc là vui, tha hồ thưởng thức, nhạc là thích, chơi chỗ cảnh đẹp có thể sinh ra ưa thích. Kinh văn, các tội chúng sinh này tới chẳng nghe danh Tam Bảo. 8 dòng dưới là 3 tụng nói về vô duyên thì chẳng thấy, có duyên thì được thấy, chia làm 2 phần. 1 tụng đầu vô duyên chẳng thấy, 2 tụng sau có duyên được thấy. Đây là phần đầu, vì có 4 chướng, hoặc chướng, nghiệp chướng, báo chướng, pháp chướng, cho nên chẳng nghe danh Tam Bảo. Có 3 chướng thì gọi là chúng sinh tội, nghiệp chướng gọi là ác chướng. Kinh văn, người có tu công đức tới bảo họ Phật khó gặp. Tán rằng đây là nói về có duyên thì được gặp Phật có 2 mục. 1 tụng đầu nói về tu ba nhân được thấy Phật ở tịnh độ. 2 tụng sau nói về thấy Phật tuổi thọ có dài ngắn khác nhau. Tu ba nhân gồm 1 công đức, 2 nhu hòa, 3 chất trực, 3 nghiệp thân ngữ ý. Tu ba thứ, tu thiện, lợi sinh diệt ác, hoặc tu tam học giới định tuệ, hoặc
hoặc thí giới tu nên hiểu theo thứ tự như vậy. Đối với hạng cảm ứng thường thấy Phật thì nói tuổi thọ của Phật là vô lượng. Đối với hạng chẳng cảm ứng được thì nói là Phật khó gặp. Kinh văn trí lực ta như vậy, tới lợi Phật thực chẳng dối, tán rằng đây là kết luận khuyên chớ nghi ngờ. Tuệ quang chiếu vô lượng, độ cho hết thảy, cho nên tu hành lâu thì được, nhờ bi nguyện này cho nên thọ mệnh dài. Kinh văn thầy thuốc khéo phương tiện, tới không thể nói hư vọng. Tán rằng dưới là năm tụng nói về Niết Bàn vô thượng có hai phần. Một tụng đầu là dụ thuyết, bốn tụng sau là hợp thuyết, đây là phần đầu. Cuồng tử chỉ hạng căn chưa thành thục. Kinh văn ta là cha thế gian tới chóng thành tựu thân Phật. Tán rằng bốn tụng này hợp thuyết về bốn điều. Một tụng hiện thân khác, một tụng vì ác sinh, một tụng thuyết pháp khác, một tụng nguyện làm Phật. Phẩm phân biệt công đức. Ba môn phân biệt: một, nói rõ dụ ý; hai, giải thích tên phẩm; ba, giải đáp thắc mắc. Một, nói rõ dụ ý, có ba ý. Một trong hai phẩm gián tiếp giải đáp những điều nghi nan ở phẩm dũng xuất. Trước đã thuyết về hai Phật, quyền thực, hai thân lý trí, tổng quát được cơ sở to lớn của muôn đức, tóm tắt được cực thể của tam minh cực kỳ thần diệu, khiến người nghe ngộ được tâm Phật, khế hợp trí Phật, phù hợp với chân lý. Người nào dung hội được thì chứng được đạo. Này thuyết minh về đẳng bậc ngôi vị cho nên có phẩm này. 2. Năm phẩm nói về quả nhất thừa chia làm hai phần, trong đó hai phẩm đầu thuyết minh về quả đã mãn, nhân phẩm trước mà trực tiếp thuyết minh về quả đã mãn. Phẩm này phân tích đại chúng lúc ấy nhân đó mà chứng hoạch khác nhau cho nên có phẩm này. 3. Luận giải thích rằng trong 10 thứ vô thượng thì cái thứ 10 là thắng diệu lực vô thượng. Đây là dư tàn tu đa la thuyết. Luận còn tự nói rằng từ đây trở xuống thị hiện pháp lực và tu hành lực. Pháp lực tức là uy thần của kinh, tu hành lực là thắng đức của năng hành, sở hành. Pháp lực có 5 môn: 1 chứng, 2 tín, 3 cúng giảng, 4 nghe pháp, 5 đọc tụng, trì thuyết. 1 chứng, chỉ những người được nghe thuyết về thọ lượng trong các Bồ Tát có 11 vị chứng thánh. 2 tín, chỉ 8 thế giới vi trần số Bồ Tát phát tâm tín giải. 3 cúng giảng, chỉ việc trời đổ mưa hoa, vân vân. 4 nghe pháp, chỉ hai phần trưởng hàm và kệ ở giữa và cuối phẩm này, cùng phần nghe pháp tùy hỷ trong phẩm tùy hỷ. 5 đọc tụng trì thuyết, chỉ phần thuyết minh về công đức thu được của những người đọc tụng trì thuyết ở trong phẩm pháp sư công đức, phần văn tới sẽ giải thích. Luận tự giải rằng 4 môn đầu phẩm Di Lặc thị hiện vì đều bảo Di Lặc, 1 môn sau phẩm thường tinh tiến thị hiện vì chỉ bảo riêng thường tinh tiến, do đó pháp lực chỉ bao gồm trong 3 phẩm. Còn tu hành lực thì bao gồm trong 11 phẩm: 1 pháp sư, 7 quan âm, 2 an lạc hạnh, 3 trì, 4 thần lực, 5 dược vương, 8 đà la ni, 9 diệu trang nghiêm, 10 phổ hiện, 11 trúc lụy, 6 diệu âm. Cả 14 phẩm đều là vô thượng thứ 10, thắng diệu lực vô thượng. Do thuyết minh về ba loại chứng tín cúng giảng cho nên sau phẩm thọ lượng phải có phẩm này. 2. Giải thích tên phẩm. Công có nghĩa là công lao được dụng nghe pháp, đức trì, đạo đức, thể, tức phúc tuệ, đức do công lực nghe diệu pháp mà đạt được cho nên gọi là công đức. Chữ đọc là phân, còn đọc là phận. Chữ đọc là biệt, còn viết là hoặc. Đây có nghĩa là biện thích, phân biệt, giải thích. Phân biệt công đức có nghĩa là phân biệt các sự công đức. Phẩm này biện thích phân biệt sự công đức đó cho nên gọi là phẩm phân biệt công đức. 3. Giải đáp thắc mắc. 1. Hỏi: vì nguyên nhân gì mà Thanh Văn nghe thuyết về quyền thực và lĩnh ngộ thì lại thụ ký cho, còn Bồ Tát nghe thuyết về chân hóa và hiểu rõ thì lại chẳng ký biệt cho? Đáp: việc thụ ký cho Bồ Tát, Phật đã nhiều lần nói rõ nên chỉ thuyết về chứng nhân mà chẳng nói về quả sẽ được. Còn Thanh Văn mới giác ngộ thành Phật là việc khó, nhân chứng chưa thành cho nên Phật thụ ký cho họ về quả sẽ được. 2. Hỏi: vì nguyên nhân gì mà khi thuyết về thừa quyền thực, Bồ Tát cả hai thứ ký chứng đều không, còn khi thuyết về thân chân hóa thì Thanh Văn cả hai thứ ký chứng đều khuyết? Đáp: Bồ Tát đã biết trước về quyền thực nên chỉ nghe về thân mà chứng đạo, còn Thanh Văn chưa chứng hóa chân, chỉ nghe thuyết về thừa để đắc ký, đó là vì Bồ Tát không có chuyện lấy hay bỏ, còn Thanh Văn thì chưa chứng. 3. Hỏi: thoạt đầu có hỏi rằng cớ sao thuyết về quyền thực để thụ ký cho Thanh Văn thì lại lấy đó làm tôn chỉ, còn thuyết về chân hóa để chứng cho Bồ Tát lại thuộc về lưu thông,
Đáp: Pháp Hòa khai dụ, chính đối quyền thực để trình bày tôn chỉ, chẳng thuyết về ứng chân, há lại thuyết về thân, lấy đó làm tôn chỉ là nhân phẩm dũng xuất ở đằng trước mà giải thích mối ngờ đó của đại chúng, chứ đó chẳng phải là mục tiêu của việc khai dụ, cho nên chẳng phải là chính tông. Kinh văn: Bấy giờ đại hội tới được lợi ích lớn, tán rằng phẩm này chia làm hai phần. Phần đầu, một trường hàng và tụng thuyết minh về hội lúc ấy được ích lợi, hiện tiền đạt được pháp lợi theo các cấp độ khác nhau. Phần sau, các trường hàng và tụng thuyết minh về sự so sánh hơn kém, thời sau sẽ được lợi ích. Văn phần đầu có 4 mục: 1. Nêu lợi ích lúc đó. 2. Phật bảo rõ lợi ích. 3. Lợi ích của việc cúng dường. 4. Tụng về lợi ích của việc lĩnh thụ. Đây là mục đầu. Kinh văn: Bấy giờ Thế Tôn tới Pháp Luân Thanh Tịnh, tán rằng dưới là mục Phật bảo rõ lợi ích có hai phần. Phần đầu thuyết minh về chứng đắc, phần sau thuyết minh về tín pháp. Văn phần đầu này có hai phần, 6 môn đầu là y vị chứng đắc, 5 môn sau là y sinh chứng đắc. Đây là phần đầu. Theo luận trong 5 môn của pháp lực thì phần đầu của phẩm này có 3 môn: chứng đó là 11 vị đầu tiên, tín đó là 8 thế giới phát tâm, cúng dường đó là việc mưa hoa, vân vân. Căn cứ vào nghĩa thủ thắng luận giải như vậy vì không nói lĩnh thổ. 6 môn y vị chứng đắc là: 1. Vô sinh pháp nhẫn. 2. Văn trì Đà La Ni. 3. Nhạo thuyết biện tài vô ngại. 4. Truyền Đà La Ni. 5. Chuyển pháp luân bất thoái. 6. Chuyển pháp luân thanh tịnh. 1. Vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn bản luận nói là sơ địa, là căn cứ vào lúc ban đầu đắc vị, thời gian dài tại thất địa, tương tục tại bát địa, viên mãn tại Phật địa. Vô sinh là cảnh vô sở chấp, sinh pháp là giáo, giải thích vô sinh giáo. Địa tiền: Xưa kia nghe pháp chưa thể trí chứng, nên được trí chứng, xác nhận được trí chứng ấn gọi là vô sinh pháp nhẫn. Nhẫn có nghĩa là ấn chứng. Vô sinh pháp nhẫn tức là ấn chứng, trí chứng. Tam vô sinh, ba thứ vô sinh. Biến kế sở chấp là danh tướng vô sinh. Y tha khởi tính là tự nhiên vô sinh. Viên thành thực tính là hoặc khổ vô sinh. 2. Văn trì Đà La Ni. Văn trì tại tam địa đó là nói theo Phật địa luận, vân vân. Thập địa luận thì nói tại ngũ địa, vì tam địa địa định chướng, ngũ địa định tự tại. 3. Nhạo thuyết biện tài vô ngại. Nhạo thuyết biện tài tại ngũ địa vì hiểu sâu ngũ minh luận, biện tài đầy đủ. Duy thức vân vân nói tại cửu địa vì căn cứ vào sự thành mãn. 4. Truyền Đà La Ni. Truyền Đà La Ni tại thất địa. Chữ đọc là truyền, tuyển, toàn có nghĩa là trở về. Nếu như nước chảy quần thì viết là nay dùng nghĩa trở về. Quay trở về ở trong không và hữu tình để che chở. Thất địa thời gian dài vì vô tướng và quán hữu tình. Kinh Di Lặc Thượng Sinh nói Di Lặc đắc tại đệ thập địa vì căn cứ vào thành tựu viên mãn. 5. Chuyển pháp luân bất thoái. Pháp luân bất thoái tại bát địa vì có đủ 4 thứ bất thoái. 6. Chuyển pháp luân thanh tịnh. Pháp luân thanh tịnh tại thập địa, vô tướng ly chứng là thanh tịnh thể. Thêm nữa, đây là pháp công đức, chỉ tùy theo nghĩa mà nói chứng, chẳng cần theo thứ tự mà phối với địa. Kinh văn: Lại còn có tiểu thiên tới Tam Bồ Đề, tán rằng đây là 5 vị y sinh chứng đắc. 1. Bát sinh 8 đời sẽ đắc Bồ Đề. 2. Tứ sinh 4 đời sẽ đắc Bồ Đề. 3. Tam sinh 3 đời sẽ đắc Bồ Đề. 4. Nhị sinh 2 đời sẽ đắc Bồ Đề. 5. Nhất sinh 1 đời sẽ đắc Bồ Đề. Luận rằng đây là đắc sơ địa Bồ Đề, lìa phân đoạn tử. Tùy phần được thấy Phật tính chân như, đó gọi là đắc Bồ Đề, chẳng phải là đắc quả mãn Phật vị Bồ Đề. Cũng có người giải thích nói theo kinh Niết Bàn, bát sinh là người tứ hằng hiểu sâu một phần trong 16 phần nghĩa, tứ sinh là người ngũ hằng hiểu sâu 8 phần nghĩa, tam sinh là người lục hằng hiểu sâu 12 phần nghĩa, nhị sinh là người thất hằng hiểu sâu 14 phần nghĩa, nhất sinh là người bát hằng hiểu sâu 16 phần nghĩa. Tuy có cách giải thích này, nói bát hằng là đệ thập địa, nay theo bản luận đắc sơ địa Bồ Đề chẳng nói đắc Phật vị, cho nên chẳng giải thích thế. Kinh văn: Lại còn có 8 thế giới tới phát tâm Bồ Đề, tán rằng đây là thuyết minh về tín pháp. Kinh văn: Lúc Phật nói các vị Bồ Tát Ma Ha Tát này tới tán thán chư Phật, tán rằng đây là môn thứ 3 cúng dường có 7 thứ: 1. Mưa hoa. 2. Mưa hương. 3. Nổi nhạc. 4. Mưa các thứ trang sức. 5. Thắp hương. 6. Bồ Tát lên trời. 7. Ca ngâm tán thán công đức của Phật.
Hạt châu mạt ni tuy tốt đẹp thích ý, nhưng chưa phải là thắng trội. Hạt châu như ý mới là tối thắng, hương tỏa ra, bay cao xuống thấp, cho nên nói là chín phương. Kinh văn bấy giờ Di Lặc tới hoan hỷ đầy khắp thân, tán rằng đây là môn thứ tư lợi ích của việc lĩnh thụ, gồm 19 tụng chia làm 3 phần. 1. Phần đầu gồm 2 tụng nghe pháp hoan hỷ. 2. Phần sau gồm 15 tụng tụng về lợi ích. 3. Phần cuối gồm 2 tụng kết thành hoan hỷ. Đây là phần đầu. Kinh văn hoặc trụng bất thoái địa tới quả báo rất thanh tịnh, tán rằng dưới là 15 tụng nói về lợi ích, trong chia làm 3 phần, 7 tụng chứng, 1 tụng tín, 7 tụng cúng dường. Đây là phần đầu có 3 mục: 3 tụng vị chứng, 3 tụng sinh chứng, 1 tụng kết. Kinh văn còn có 8 thế giới tới đều phát tâm vô thượng, tán rằng đây là tụng về tín. Kinh văn Thế Tôn thuyết vô lượng tới các vị các Như Lai, tán rằng đây là tụng về cúng dường có 2 mục: 1 tụng đầu nêu lên để tán thán, 6 tụng sau cúng dường. Cúng dường có 7 thứ: 1. Nửa tụng mưa hoa. 2. Một tụng rưỡi mưa hương. Chữ đọc là tân, cũng đọc là phân. Chữ đọc là phân, sách Ngọc Thiên nói, có nghĩa là loạn rối bời, bời bời. 3. Nửa tụng nổi nhạc. 4. Nửa tụng mưa áo quần. 5. Một tụng thắp hương. 6. Một tụng rưỡi lên trời. 7. Nửa tụng ca vị tán thán. Kinh văn, bao nhiêu sự như vậy tới để giúp tâm vô thượng, tán rằng đây là kết thành hoan hỷ. Những người thiện căn đầy đủ khi nghe danh hiệu Phật là trợ giúp tâm Phật vô thượng của họ, giúp họ tu hành thuận tâm Phật, hoặc là khiến họ đầy đủ thiện căn giúp các chúng sinh phát tâm vô thượng, đó gọi là giúp. Kinh văn bấy giờ Phật bảo tới không có hạn lượng, tán rằng dưới là đoạn thứ hai so sánh hơn kém thuyết minh về lợi ích thời sau, trong chia làm 2 phần. 1. Phần đầu trường hàng và tụng nói về nghe thuyết về thọ lượng, sinh ra lợi ích tùy hỷ tín giải, sinh ra một số bộ phận nói về tùy hỷ công đức. 2. Phần sau một trường hàng và tụng nói về nghe thuyết về thọ lượng, hiểu được lợi ích của các việc trì đọc tụng kinh này, sinh ra một bộ phận nói về pháp sư công đức. Phần đầu là giải thích về người tùy hỷ, phần sau nói về người chính tu hành. Trường hàng của phần đầu có 3 phần: 1. Phần đầu thông minh tín giải. 2. Phần 2 so sánh hơn kém. 3. Phần cuối nói về vô thoái. Đây là phần đầu. Sau tùy hỷ công đức thì được bồ đề, có gì mà phải được. Kinh văn, nếu có thiện nam tử tới cũng chẳng thể biết được, tán rằng đây là so sánh hơn kém thể nhất thừa ấy, tức là tuệ hữu vi và trí vô vi. Bởi vậy trừ bát nhã, nếu coi đó là tối thắng. Kinh này chỉ nói xuất sinh nhất thừa, thể tính rộng rãi đầy đủ. Nhất thừa trong kinh Thắng Man tuy gồm cả nhiếp nhập, nhưng chỉ coi tuệ vô vi là nhất thừa. Đấy là như kinh đó nói, giả sử có người trải qua hằng hà sa kiếp tu hành bồ đề, hành 6 pháp ba la mật, thì phúc đức cũng chẳng bằng phúc đức của người tai nghe thọ trì, đọc tụng cho đến cầm nắm kinh quyển, chẳng nói về trừ bát nhã. Cho nên biết kinh này lấy cả lý trí làm nhất thừa, vì lý trí nhị thừa hội quy vào nhất thừa. Nếu chỉ lấy chân lý giống kinh Thắng Man coi đó là nhất thừa, thì cũng nên lấy cả lục độ mà so sánh, để chung cho nghĩa xuất sinh, cớ sao lại trừ tuệ. Kim Cương Bát Nhã Luận của Thiên Thân nói, số lực vô tự thắng, không có cái thủ thắng tương tự, vô tự nhân không có cái nhân tương tự cũng thế. 1. Số thắng. 2. Lực thắng vì thắng thời. 3. Vô tự thắng vì thắng dụ. 4. Nhân thắng vì thắng nhân quả. Văn này có 2, toán số và ví dụ, cho đến 2 thứ khác cũng chẳng bằng, cho nên nói là cho đến. Kinh văn, nếu thiện nam tử tới không có trường hợp ấy, tán rằng đây là nêu bật ý vô thoái, tín vị chứng hành tùy ứng vô thoái. Kinh văn, bấy giờ Thế Tôn tới tu hành 5 ba la mật, tán rằng đây là 19 tụng rưỡi chia làm 2 phần, phần đầu 14 tụng so sánh, phần sau 5 tụng rưỡi thuyết minh về năng tín, chẳng tụng về một mục đầu, phần đầu lại chia làm 2, 12 tụng đầu tụng về tu hành ngũ độ, 2 tụng sau tụng về so sánh một tín. Trong phần đầu này lại chia làm 3 mục: 1. Một tụng nêu lên. 2. 10 tụng ngũ độ. 3. Một tụng kết thành. Đây là mục đầu. Kinh văn, ở trong các kiếp này tới để hồi hướng Phật đạo, tán rằng dưới là 10 tụng về ngũ độ, trong chia làm 5 phần. 3 tụng này nói về hạng đệ tử nghèo bố thí, hạng đó là thanh văn, ruộng có 3 loại: 1. Tôn thắng. 2. Bẩn khổ. 3. Trung dung.
cha mẹ là ân điển thuộc loại đầu, là loại tôn thắng nên cũng loại ruộng đầu. Ruộng và ơn cả hai đều thắng trội trong các thứ như vậy, có bao gồm cả y dược, cho nên bốn sự sẽ đầy đủ. Kinh văn, nếu lại giữ cấm giới, tới nhất tâm chẳng lười nhác. Tán rằng đây là một tụng về giới, hai tụng về nhẫn, một tụng về cần, chăm chỉ. Kinh văn, lại ở vô số kiếp, tới tận tột các thiền định. Tán rằng đây là ba tụng về định. Kinh văn, người ấy ở trăm ngàn, tới điều đã nói như trên. Tán rằng đây là một tụng kết thành. Kinh văn, có các thiện nam nữ, tới phúc họ là như vậy. Tán rằng hai tụng này so sánh về một niệm tín. Kinh văn, còn có các Bồ Tát tới thuyết về thọ cũng thế. Tán rằng dưới là năm tụng rưỡi thuyết minh về người năng tín, chia làm ba mục: một tụng tín, ba tụng phát nguyện, một tụng rưỡi kết thành phát nguyện có hai: một tổng chung, hai biệt riêng. Đây là hai mục đầu. Kinh văn, nếu có người thâm tâm tới không nghi về điều này, tán rằng đây là kết thành có đủ sáu đức: một thâm tâm hết lòng yêu pháp, hai thanh tịnh chẳng cầu danh lợi, ba chất trực, bốn đa văn, năm tổng trì, sáu hiểu sâu lời Phật, mới tin tưởng không nghi ngờ. Kinh văn, thêm nữa A Dật Đa tới nhất thiết trùng trí. Tán rằng dưới là đoạn thứ hai giải thích lợi ích của việc trì đọc tụng. Trong trường hàng có bảy mục: một hành giả công đức vô biên năng sinh trùng trí; hai hành giả thấy báo thân tịnh độ; ba hành giả đầu đội Phật; bốn hành giả vì mình mà xây tháp Phật, xây tăng phòng để cúng dường; năm hành giả kiêm hành lục độ để tự lợi, chóng được chủng trí; sáu hành giả kiêm tu lục độ để lợi tha, để tới đạo tràng; bảy hành giả ở nơi nào thì nên xây tháp để cúng dường. Đây tức là văn mục đầu có hai phần. Phần đầu nghe thuyết về thọ lượng sẽ nảy ra vô thượng tuệ. Phần sau, đối với một bộ phận do nghe thọ trì kinh vân vân mà có thể sinh ra chủng trí vì ác sẽ được. Kinh văn, A Dật Đa tới tướng tin chắc hiểu sâu, tán rằng đây là mục hai hành giả thấy báo thân tịnh độ có bốn phần: một thấy báo Phật, hai thấy tịnh độ, ba thấy chúng Bồ Tát, bốn kết thành điều trên vì ác sẽ được thấy. Vì thấy hiểu Phật trí như là thấy báo Phật, đây là thấy bằng trí chứ chẳng phải là thấy bằng mắt. Kinh văn, lại nữa Như Lai tới đầu đội Như Lai, tán rằng đây là mục ba hành giả chính là người đầu đội Phật. Nghe kinh tùy hỷ đã tín giải sâu, huống hồ còn đọc tụng thụ trì kính trọng Phật, cho nên nói là đầu đội. Kinh văn, A Dật Đa tới cúng dường chúng tăng, tán rằng đây là mục bốn hành giả chính vì mình mà dựng tháp Phật, xây tăng phòng để cúng dường có ba phần. Thoạt đầu nêu lên, sau đó giải thích, cuối cùng kết luận, đây là phần đầu. Kinh văn, vì sao như vậy tới cúng dường chúng tăng? Tán rằng dưới là giải thích có hai: một giải thích sơ lược, hai giải thích rộng. Đây là phần giải thích sơ lược. Toàn thân tại đây tức là xây tháp, nơi các chúng về học tức là tăng phường, thụ trì đọc tụng thực sự tu hành tức là cúng dường, cho nên nói tức là hai thứ cúng dường này. Kinh văn, thì là vì Phật tới làm việc cúng dường này rồi. Tán rằng đây là giải thích rộng có hai phần: phần đầu giải thích tức là xây tháp cúng dường, phần sau giải thích tức là xây tăng phòng cúng dường. Đây là phần đầu có ba mục: một lượng, hai dụng cụ, ba thời gian. Vì người này nhất định siêu thoát khỏi dục giới, cho nên tạm nêu ra mức tối thiểu là tới cõi Phạm Thiên. Vì người hơi có khả năng tu hành thì thiện căn nhỏ, cho nên nêu mức nhỏ để làm ví dụ. Vì nội pháp cúng dường thì hơn là ngoại tài, chỉ sự tài thí bề ngoài. Kinh văn, A Dật Đa tới cùng tỳ kheo tăng, tán rằng đây là giải thích tức là xây tăng phòng cúng dường có hai phần: phần đầu chỉ ít, phần sau chỉ nhiều. Phần chỉ ít có bốn mục: một số, hai lượng, ba tăng trụ, bốn dụng cụ. 32 là để bốn phương tăng ở đó mà sống theo tám thánh đạo. Tám đa la là tu tám giải thoát. Một cây đa la thì cao bằng 7 nhận, tương truyền một nhận bằng 7 thước. Cứ như vậy mà tính ra thì có thể biết cao bằng 8 cây đa la là bao nhiêu. Ngoài ra, mỗi thứ đều có biểu trưng cả, cứ tùy theo nghĩa mà lý giải. Từ nhà cửa tăng phòng như vậy trở xuống, đó là phần chỉ nhiều, tức là xây dựng tăng phòng như trên, việc đó nói rõ số nhiều. Kinh văn, cho nên ta nói tới cúng dường chúng tăng, tán rằng đây là phần thứ ba kết luận. Kinh văn, huống hồ lại có người tới nhất thiết chủng trí.
tán rằng đây là mục thứ năm hành giả kiêm tu lục độ để tự lợi chóng được chủng trí, có ba mục: mục đầu phát, mục sau dụ, mục cuối hợp thuyết chóng thành chủng trí. Kinh văn: nếu người nào đọc tụng tới khéo giải đáp những điều thắc mắc, tán rằng đây là mục thứ sáu hành giả kiêm hành lục độ để lợi tha, để tới đạo tràng. Đạo tràng chỉ chính đẳng giác tính, trước kia là bồ đề, còn đây là niết bàn, có hai phần: phần đầu thuyết minh về lục độ lợi tha, phần sau kết luận đã tới đạo tràng. Đây là phần đầu xây tháp, xây tăng phòng để cúng dường, đó là tài thí. Tán thán tam thừa, đó là vô ý thí. Thuyết kinh pháp hoa này, đó là pháp thí. Còn các thứ khác như giới, nhẫn, an, cần, tuệ theo thứ tự mà lợi tha. Cùng ở trong nhẫn, đó là nại oán, hại nhẫn, nhẫn nhục không sân, đó là an thủ khổ nhẫn. Chính niệm kiên cố, đó là đế sát pháp nhẫn. Đạt được định sâu, siêng gom điều thiện, đó là đều đệ lợi tha. Kinh văn: A Dật Đa tới ngồi dưới cội đạo thụ, tán rằng đây là kết luận đã tới đạo tràng. Tới hai đạo tràng chân và hóa vì giác thụ, tức cây bồ đề tự nó tươi tốt như cây sống vậy. Kinh văn: A Dật Đa tới như tháp của Phật, tán rằng đây là mục thứ bảy, hành giả ở chốn nào cũng nên xây tháp cúng dường. Kinh văn: bấy giờ Thế Tôn tới đã nói rõ như trên, tán rằng đây là 19 tụng rưỡi chia làm 5 phần. Một phần đầu gồm một tụng nêu lên ba mục đầu của bảy mục ở phía trước. Hai phần hai gồm bảy tụng rưỡi tụng về mục thứ tư ở phần trước, tức là đã xây tháp, xây tăng phòng cúng dường. Ba phần ba gồm ba tụng tụng về mục thứ năm hành giả kiêm hành lục độ để tự lợi chóng được chủng trí. Bốn phần bốn gồm ba tụng tụng về mục thứ sáu hành giả kiêm hành lục độ để lợi tha, để tới đạo tràng. Năm phần năm gồm năm tụng cuối tụng về mục thứ bảy hành giả ở chốn nào cũng nên xây tháp cúng dường. Đây là phần đầu kinh văn, thế tức là đầy đủ, tới đầy đủ các cúng dường. Tán rằng dưới đây là bảy tụng rưỡi tụng về mục thứ tư, trong đó chia làm hai phần. Phần đầu gồm bốn tụng rưỡi tụng về ý, tức là xây tháp cúng dường. Phần sau gồm ba tụng tụng về ý, tức là xây tăng phòng cúng dường. Phần đầu này có ba mục: hai tụng tạo tháp, một tụng rưỡi cúng dường, một tụng kết luận. Kinh văn: nếu năng trì kinh này tới mọi thứ đều đẹp đẽ, tán rằng đây là phần, tức là xây tăng phòng cúng dường. Kinh văn: nếu có tâm tín giải tới phúc ấy cũng như vậy, tán rằng đây là tụng về mục thứ năm ở trên, tức là mục kiêm hành lục độ để tự lợi chóng được chủng trí. Chỉ luận về một bố thí độ, chẳng nói về ngũ độ còn lại. Kinh văn: huống lại trì kinh này tới công đức chẳng thể lượng, tán rằng đây là tụng về mục thứ sáu, mục kiêm hạnh lục độ để lợi tha, để tới đạo tràng. Cung kính với chùa tháp, khiêm hạ với tỳ kheo, vân vân, đó đều là tinh tiến độ. Kinh văn: nếu thấy pháp sư này tới kinh hành và nằm ngồi, tán rằng đây là tụng về mục thứ bảy, hành giả ở bất cứ chỗ nào cũng nên xây tháp cúng dường. Trong chia làm bốn phần: một, một tụng rưỡi kính như Phật; hai, một tụng biết đạo thành; ba, một tụng rưỡi nên dựng tháp; bốn, một tụng chúng Phật dạo chơi. Quyển thứ 10 phần trước, Sa môn Khuy cơ chùa Đại Tứ soạn, phẩm tùy hỷ công đức.